Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào tháng 6, tháng 7, mùa hè năm 2022 sẽ có khoảng 18 đến 21 ngày nắng nóng và có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu sử dụng điện, gây quá tải cho hệ thống điện của thành phố Hà Nội. Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với EVN Hà Nội đã tổ chức phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Mục tiêu năm nay phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,3 đến 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu, trong đó tiết kiệm tối thiểu 2,2%, tổng điện năng tiêu thụ tương đương 450 triệu kWh. Theo Sở Công Thương Hà Nội năm 2021, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và các sở ngành, thành phố Hà Nội hỗ trợ tư vấn kỹ thuật các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các tòa nhà, công trình xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhờ vậy, năm 2021, toàn thành phố đã tiết kiệm trên 447 triệu kWh, đạt 2,2% lượng điện thương phẩm.